tình yêu. Vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy thì hôm nay tiếp tục lên cho các bác. Ở đây là một cái con cục công suất kiêm giải mã nữa của đời đền ông nhá. Dòng đền ông này là con MA5DV. Đấy, đời này thì nó sẽ có cả chỉnh bắt tép ở trên mặt máy luôn. Đấy, thì là các bác ai cần chỉnh bắt tép thì là lấy con này nhá. Đấy, ai cần chỉnh bắt tép trên mặt máy lấy luôn con này. Đấy, mình ấn tông này. Cách chỉnh bắt tép như sau này. Đấy nhá. Đầu tiên tông này. Đấy, đầu tiên ra bác SDB này. Bác nào thích nghe nhiều bắt tép thì để SDB on. Bác nào thích nghe bắt tép ở mức bình thường để off. Đấy, ấn tông lần nữa sang bát. Đấy. Thích nghe nhiều bát tăng lên. Đấy. Thích nghe bát giảm về. Được chưa? Tương tự với chép, thích nghe nhiều chép tăng lên và thích ít tép giảm về. Xong quá trình chỉnh tép bát rồi thì để kệ nó sẽ tự nó lưu lại. Đấy. Mất khoảng mấy giây để cho nó lưu. Đấy. Đấy thì sau khi ấy này, các bạn nhìn là kết quả này. Đấy, SDB em đang để off, nhưng để off rồi nhá. Bát để 4 cộng 4 rồi này, tép cộng 6 là cộng 6 rồi này. Đấy nhá. Đấy. Được chưa? À, bác nào thích nghe nhiều bát này, à, để on lên này, để bát tép sẽ tăng cường lên theo nhá. À, con này thì mình có thể kết nối với điện thoại máy tính à, qua cái đường dây AV. Riêng với máy laptop thì mình có thể là có thêm cái cổng USB này để mình cắm làm giải mã sao cạc trên máy tính laptop. Thì để nghe nhạc lốt nét cho nó hay hơn. Các bác nhá, bác nào có laptop thì có thể lấy con này về và mua một cái dây máy in này, cắm một đầu máy in vào đây. Một đầu vuông đây, một đầu dẹt cắm vào cái cổng USB của máy tính ấy kìa. Đấy thì là mình sẽ nghe nhạc từ máy tính ra nó hay hơn nhá. Đấy. Còn đâu là nếu như mà không muốn phiền phức thì cứ cắm luôn dây từ cổng phone vào đây cũng được. Đấy. Và cổng AUX hoặc cổng tape ở trên đây để nghe nhạc nhá. Em hiện tại em đang thử cho các bác là đường dây AUX này là để nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra này. Được chưa? Và con này đây, ngoại hình của nó đây nhá. MA5DV này thì có sử dụng điện 100V và công suất 70W đấy các bác nhá. Đây là Ninh 3 của nó mới gần đây. Nói chung công suất 70W là công suất khá là lớn rồi. Đấy, trong cái cục mini mà nó lớn như này thì rất ít các bác nhá. Bác nào mua thì hãy ngay sớm nhá. MA5DV. Chiều ngang con này khoảng 20 này. Đấy, sâu khoảng đôi. Khoảng 27, 28 và cao khoảng tầm 12, 14, 15, 16 nhá. 15, 16 cm. Đấy, đường ao. Đây. Để chuyển đường vào thì mình ấn này ở đây nhé và chuyển sang đường vào tương ứng. Ví dụ như đường vào em đang cắm AUX thì em sẽ chuyển đường AUX này. Ví dụ cắm đường OBT mà muốn nghe quang thì chuyển đường OBT này. USB là cái đường sau cạc này. Đường tép là một cái đường nữa gửi đường AV thôi. Đây. Đây nhá. Đấy, có thấy không ạ? Hai bên này có tiếng nhá. Bây giờ đấy, như các bác thấy là đường AV vẫn chạy bình thường này. Và tiếng con này rất là hay luôn nhá. Đây. Tiếng bát nó rất là lực sâu. Chép nghe rất là sáng. Đặc biệt là mình có thể tùy chỉnh bát tép theo ý thích của mình nữa. Thì đây là đường AV này. Đây muốn thử đường quang nhá thì đây. Em sẽ cắm cái đường này xuống dưới này để làm giải mã tín hiệu AV để nhận quang ạ nhá.
Đây thì em đang hết cái nguồn phát quang là có CD rồi, thì em đang phải dùng dùng tạm là cái con X7 này, thì em cắm đường điện thoại vào đây. Đấy. Tí nữa điện thoại thì được giải mã kia đường quang và đưa về trải vào đây để hành trình quang nhé. Này thì các bác nghe nhìn này. Đây. Thì bây giờ mình muốn nghe quang thì ấn like và đây chuyển sang đường OBT nhá. Đấy. Đôi tim hân hoan kết sẽ duyên thắm nồng nàn. Đường quang là bình thường các bác thấy không ạ? Đây là con này là con MA5DV nhá, thì giá con này là đi 1.550.000 đấy, không CD nhá. Còn nếu như bác nào cần CD thì là con này là đi 1.890.000 nhá. Đấy, còn đây là con này là không CD là 1.550.000 đồng. Ok, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em, và em xin chào, xin gặp lại các bác. Vâng.